chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Bác sĩ ơi tại sao được phát sóng thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin được chia sẻ đến quý vị về hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Theo như thống kê thì đây là hội chứng rối loạn tiểu tiện phổ biến làm ảnh hưởng đến hơn 50 triệu người ở toàn thế giới. Nó cũng được biết đến là thủ phạm chính gây tiểu đêm, tiểu nhiều lần, sóng tiểu, tiểu không tự chủ ở mọi lứa tuổi. Vậy thì ai là đối tượng dễ mắc phải hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB và hội chứng này làm sao để có thể kiểm soát một cách hiệu quả? Chúng tôi xin mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện với tiến sĩ bác sĩ Đỗ Anh Toàn, trưởng khu niệu B2 Bệnh viện Bình Dân, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Kính chào bác sĩ ạ. Chào Thanh Phương, chào quý vị khán giả. Và trước khi trò chuyện cùng với bác sĩ thì xin mời bác sĩ và quý vị khán giả cùng gặp gỡ với một vài nhân vật trong tiểu phẩm của chương trình đang gặp một cái tình huống éo le và có nỗi khổ như thế nào. Dạ, xin mời cùng theo dõi ạ. Nôn quá em ơi, đợt này là một chuyến đi du lịch giữa những người đàn ông của chúng ta thôi. Nhưng mà phải chụp hết những bộ ảnh luôn nha anh. Ủa anh Bình, đi chiều nãy giờ tưởng anh đi vô chuẩn bị tự nhiên đem trà ra chi vậy? Ủa ba lô rồi lều chổng được kia của anh đâu? Anh bây giờ buông rèm khóa cửa rồi em ơi, không có đi đâu được em ơi. Kế hoạch là ba anh em mình đi du lịch với nhau một chuyến mà. Đi ra biển rồi nằm phơi nắng cho chúng bạn nhìn ghiền mà. Khổ lên em ơi. Sao vậy anh bị gì vậy? Làm gì héo khô vậy trời? Cái gì? Nhìn mặt hốc hác quá, mắt thâm đen quá. Trời ơi, anh đừng nói với em là anh bị mắc bệnh nan y gì nghe. Không lẽ anh em chúng ta sắp sửa phải tiễn biệt anh ấy thật rồi sao? Đi anh đi. Đi đâu vậy? Đặt trong nhà đoàn rồi, nhà đoàn rồi. Ủa mẹ anh, hồi sáng hai đứa trước khi đến đây có ăn bún mắm không? Dạ. Sao nói chuyện hô rình nha? Tào lao mà tôi không à. Anh không có bị ung thư, bị gì hết trơn á. Bị gì? Anh bị cái hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Bị 2 tháng nay rồi, tiểu nhiều lần, tiểu đêm, tiểu không kiểm soát. Mỗi lần lên xe á, là chút xíu là cứ la lên. Bác Tài ơi, có phải vậy không anh? Hiểu được ta chỉ có hai để. Nhưng mà không sao đâu, mình đã lên kế hoạch đi rồi thì cứ đi đi. Cái vụ mà la với bác Tài á, để tụi em lo, anh không cần phải ra mặt đâu, không có mắc cỡ. Thôi, khổ nhất là ban đêm. Sao anh? Em sao anh? Cái kỳ đó anh đi du lịch với công ty của anh. Dạ. Đêm đâu ngủ được đâu. Đêm anh tiểu 6-7 lần đó. Mấy đứa nhân viên trong phòng anh á, nói anh là bị rối loạn tiểu tiện, không có điều trị được. Trời ơi, anh nghe xong mặt mà anh tái mét. Thôi đừng buồn anh. Em thì em cũng có biết một số thông tin về cái bệnh này. Nếu như mà mình điều trị đúng cách, nghe theo cái sự hướng dẫn của bác sĩ, mình chọn đúng cái sản phẩm để hỗ trợ điều trị cho mình, thì mình có thể chữa được cái bệnh này. Có phương pháp điều trị cái bệnh căn bệnh của anh hả? Bây giờ đây nè, anh hãy nghe bác sĩ tư vấn đi, để coi nó có biến chứng gì nguy hiểm nữa hay không. Đừng căng thẳng, thư giãn ra. Đó, mình nghe bác sĩ tư vấn nè. Mời bác sĩ. Thưa bác sĩ, nhân vật trong tiểu phẩm vừa rồi thì rất là hoang mang, lo lắng khi mắc phải hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn hội chứng này là gì và nó có những cái biểu hiện ra sao ạ? Theo cái hiệp hội mà niệu khoa thế giới ấy, cái hội chứng là bàng quang tăng hoạt OAB được đặc trưng bởi những cái điểm như sau: là số lần đi tiểu trên 8 lần một ngày và cái tình trạng tiểu nhiều lần này xảy ra cả vào ban đêm. Trong cái hội chứng là bàng quang tăng hoạt OAB thì người bệnh cảm giác khó nhịn tiểu, thậm chí là tiểu không kiểm soát. Và cái tình trạng này có thể xảy ra khi mà bệnh nhân vận động nặng, ví dụ như ho hoặc là leo cầu thang hoặc là cười lớn tiếng. Vậy thưa bác sĩ, nguyên nhân nào dẫn đến hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB và hội chứng này thì có nguy hiểm hay không, tác hại như thế nào ạ? Cái nguyên nhân mà gây ra cái hội chứng là bàng quang tăng hoạt OAB, từ những nguyên nhân từ thần kinh bỏng đái cho đến sàng trọc. Những nguyên nhân mà thần kinh là những bệnh lý ví dụ như là tai biến mạch máu não, những bệnh lý mà phải phẫu thuật u não, phẫu thuật ở vùng tủy sống, hoặc những bệnh lý ở bàng quang ví dụ như là viêm nhiễm sỏi, u bướu của tuyến tiền liệt hay là u bàng quang. Những trường hợp là nó xa cái sàng chậu hoặc là cái sàng chậu nó bị yếu sau khi sinh nở nhiều, hoặc là những bệnh nhân lớn tuổi nó lão hóa thiếu nội tiết tố cũng gây ra cái hội chứng là bàng quang tăng hoạt OAB. Và một số bệnh lý nội khoa ví dụ như là chức năng thận suy yếu hoặc là tăng lợi tiểu về đêm, đó là một cái tình trạng mà nước tiểu nó tiết quá mức vào ban đêm, hoặc là khi người bệnh sử dụng những cái chất kích thích nhiều ví dụ như cà phê, rượu mạnh. Cái hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB có thể xảy ra sau khi phẫu thuật điều trị cái triệu chứng sóng tiểu. Ngoài ra nó có một số thuốc có tác dụng phụ là gây ra tăng nước tiểu. Đây là cái hội chứng thường xảy ra ở cả nam lẫn nữ, thì nó ảnh hưởng rất là nặng nề tới cái chất lượng cuộc sống. Đây cũng là một nguyên nhân
gây ra cái tình trạng tăng huyết áp cũng như đột quỵ ở người lớn tuổi, và nó có thể ảnh hưởng tới cái chất lượng đời sống vợ chồng của người bệnh. Như vậy thì có cách nào để mình có thể điều trị cũng như là giảm bớt đi những cái tác hại của hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB không ạ? Trong cái điều trị thì cần phải kết hợp nhiều cái mô thức điều trị, là mình phải cải thiện cái lối sống, nghĩa là hạn chế dùng những cái thực phẩm kích thích hoặc là một số thuốc mà có tác dụng phụ gây ra rối loạn tiểu tiện. Tập đi tiểu, ghi nhận lại cái nhật ký đi tiểu của người bệnh, dựa vào đó để mình điều chỉnh, đó là sử dụng thuốc hợp lý theo cái chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Bên cạnh cái điều trị thuốc Tây y thì hiện nay có những sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược, chẳng hạn như những cái sản phẩm mà có chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu nành theo một cái tỷ lệ phù hợp, thì những nghiên cứu gần đây cho thấy nó có vai trò rất là lớn trong kiểm soát những triệu chứng liên quan tới hội chứng bàng quang tăng hoạt như thế này. Một nghiên cứu được thực hiện tại Hàn Quốc thì cho thấy rằng sự cải thiện cái triệu chứng ở bệnh nhân có bàng quang tăng hoạt OAB là hiệu quả, lên đến trên 96% khi mà bệnh nhân sử dụng lâu dài. Dạ thưa bác sĩ, với chủ đề của chương trình ngày hôm nay, Thanh Phương nhận thấy có một câu hỏi của khán giả ở Bình Dương gửi về cho chương trình, tên là Trần Xuân Ninh, 52 tuổi, chia sẻ như thế này bác ạ. Ban ngày cứ khoảng 20 đến 30 phút thì tôi lại buồn đi vệ sinh, cảm giác buồn tiểu gấp không nhịn được, phải đi liền ngay sau đó, và nhiều khi đang lái xe phải thắng xe gấp vào quán dọc đường để đi nhờ, rất bất tiện và mong bác sĩ tư vấn ạ. Ninh bị mắc phải cái triệu chứng tiểu nhiều lần ban ngày cũng như là cái hiện tượng tiểu gấp rất là rõ, thì mình cần phải đi tìm cái nguyên nhân gây ra cái triệu chứng này, phải đi khám bác sĩ chuyên khoa để mà loại trừ một số nguyên nhân thường gặp, ví dụ như nhiễm khuẩn hay một số bệnh lý bướu vùng chậu, trước khi mà mình nghĩ đến một cái nguyên nhân cũng khá là thường gặp, đó là hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Thì khi mà đã được bác sĩ khám loại trừ rồi thì việc điều trị sẽ được kết hợp, thứ nhất là mình sẽ thay đổi lối sống. Mình cũng đừng uống quá nhiều nước, uống để mà có cái lượng nước tiểu nó đủ trong là được. 3-4 tiếng mình nên uống một lần. Và thứ ba là nên kết hợp một số thuốc Tây y hoặc là những thuốc thảo dược chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu nành có thể kiểm soát tình trạng này. Có thể là tập cái cơ vùng chậu để cho nó cải thiện cái chức năng của bàng quang. Lời khuyên cho người mắc hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB: dưới đây là các liệu pháp không dùng thuốc giúp khắc phục rối loạn tiểu tiện và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB hiệu quả. Cắt giảm những thực phẩm đồ uống có thể gây kích ứng bàng quang, bao gồm cà phê, trà, rượu, đồ uống có ga, chất làm ngọt nhân tạo, cam chanh và thực phẩm cay nóng. Nghỉ ngơi đúng giờ và hợp lý, tránh tình trạng căng thẳng, stress, mất ngủ. Luyện tập thể dục thường xuyên, duy trì cân nặng khỏe mạnh. Tập bài tập Kegels giúp tăng cường sự dẻo dai của nhóm cơ vùng chậu. Duy trì bài tập này thường xuyên sẽ giúp bạn kiểm soát hoạt động của bàng quang. Nên sử dụng sản phẩm có chứa Goles chiết xuất từ hạt bí đỏ Pepo và mầm đậu nành từ Thụy Sĩ để được nghiên cứu lâm sàng chứng minh tác dụng tại Hàn Quốc và Nhật Bản, giúp giảm co thắt, tăng tính đàn hồi của cơ bàng quang, duy trì sự khỏe mạnh của hệ thống thần kinh cơ kiểm soát hoạt động tiểu tiện, tăng sức cơ vùng chậu, nâng đỡ bàng quang, từ đó giúp phục hồi toàn diện chức năng bàng quang, giảm rõ rệt tiểu nhiều lần, tiểu đêm, tiểu són, tiểu không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB ở cả nam giới và phụ nữ. Dạ vâng, xin được cảm ơn những lưu ý và lời khuyên bác sĩ đã gửi đến chương trình ngày hôm nay ạ. Và bây giờ thì kính mời bác sĩ và quý vị khán giả cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện của chương trình nhé. Thấy không? Nè, anh yên tâm chưa? Nghe bác sĩ nói xong, anh bước thêm cốc nữa. Bác sĩ nói đó, chúng ta có thể sử dụng những sản phẩm được chiết xuất từ thảo dược để làm giảm cái sự co thắt bàng quang và cải thiện cái chứng mà rối loạn tiểu tiện. Bây giờ là thuốc giả tràn lan luôn. Đúng rồi. Cái nào là thiệt, cái nào là giả. Yên tâm, đây. Ôi hay vậy? Đi chơi xa mà em, lỡ như ai mà có cái vụ gì mình đưa ra liền. Đây. Đây là sản phẩm có thành phần Goles từ Thụy Sĩ, được chiết xuất từ hạt bí đỏ Pepo của châu Âu và mầm đậu nành, giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ, hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Các nghiên cứu lâm sàng đã chứng minh 96% người dùng cái sản phẩm này á là giảm rõ rệt cái số lần mà đi tiểu đêm, hết lo tiểu không tự chủ. Cái sản phẩm này á đã được Bộ Y tế cấp giấy phép bán rộng rãi các nhà thuốc nữa. Hồi xưa đó em cũng bị giống anh gì đó, cũng suy sụp dữ lắm. Đó, nhưng mà từ hồi em biết và em sử dụng sản phẩm này, coi như là em cải thiện được cái vụ đó rõ rệt luôn. Chưa? Mà hay lắm nghe anh, khi mà sử dụng từ 6 đến 8 ngày thôi là coi như là cái số lần đi tiểu nó giảm rõ rệt luôn. Từ 3 đến 4 tuần mình sử dụng là cái số lần mà mình đi tiểu đêm này kia đó chỉ còn từ 0 cho tới 1 lần thôi. Nhưng mà anh theo đúng cái liệu trình của nó từ 3 cho tới 6 tháng là không còn lo cái vụ mà như anh giờ nữa. Nha. Vậy là anh yên tâm rồi. Vậy bây giờ tụi mình đi chơi đi, khỏi cần sợ gì hết ha. Dạ. Chuyển nhỏ vô chuẩn bị liền. Yeah.
Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.